Cục Quản lý Chất lượng Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm 2020. Trong đó, tỉnh Hưng Yên giành được 41 giải. Năm 2020, tỉnh Hưng Yên có 41 trên 69 thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông đạt giải, trong đó có 5 giải nhì, 10 giải ba và 26 giải khuyến khích. Trong tổng số 9 đội tuyển tham gia kỳ thi lần này, nhiều đội có tỷ lệ học sinh đoạt giải cao, tiêu biểu như đội tuyển hóa học có 9 giải, vật lý, địa lý có 6 giải, lịch sử, tin học có 5 giải.